5 bộ phận mẹ bầu đau nhất khi mang thai. Chị em hãy vào kiểm chứng và cho các anh chồng cùng xem để biết xem là vợ mình đã phải trải qua những đau đớn như thế nào nhé. Đầu tiên phải kể tới đó chính là đau đầu. Nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng này đó chính là do sự thay đổi hormone nội tiết trong thời kỳ mang thai. Thứ hai là đau lưng và đau hông. Khi mà bụng càng lớn thì lưng sẽ càng bị kéo cong về phía trước, khiến cho cơn đau càng dữ dội hơn. Thứ ba là đau chân. Khi mà trọng lượng của mẹ bầu tăng lên sẽ gây áp lực lên các cái dây chằng ở chân, gây ra cái tình trạng là đau đớn, sưng rồi phù nề, thậm chí là còn bị chuột rút nữa. Thứ tư là đau bụng thường sẽ xảy ra khi mà thai nhi đang làm tổ trong tử cung và khi mà các thiên thần tung ra những cú đạp thần trưởng. Và cuối cùng đó chính là đau dạ dày. Khi mà thai nhi phát triển thì tử cung sẽ bị đẩy lên cao, gây chèn ép vào dạ dày, khiến cho mẹ bầu sẽ có cảm giác rất khó chịu, ợ hơi, ợ chua, đau dâm gian và kèm theo là nóng rát vùng thượng vị. Nhưng mà chị em có đồng ý là dù có đau đến mấy đi nữa, nhưng mà nếu mà được chồng yêu thương rồi hỗ trợ lau nhà rửa bát cho thì những cơn đau đó sẽ tan biến hết đi không?